cơ hội để chạm tay vào danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này, đã nói lời từ chối với đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel khi trong trận đại chiến suốt 90 phút trên Wembley vào cuối tuần vừa qua, Chelsea đã phải ngước nhìn Leicester City nâng cao chiếc cúp lâu đời nhất hành tinh khi gục ngã trước bầy cáo với tỷ số 0-1. Sự thay đổi chiến thuật gần như trên cả tuyệt vời của chiến lược gia người Đức đã cho thấy sự hiệu quả gần như trong suốt chiều dài của trận đấu, khi mà tay săn bàn hàng đầu Jamie Vardy đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi hàng phòng ngự của The Blue, và cụ thể là ở vị trí của Reece James được đưa vào đá trung vệ. Mọi việc vẫn diễn ra rất tốt cho đến khi cầu thủ mang số 24 có đường chuyền cẩu thả, tạo ra cơ hội để Tai Lemang tung ra pha dứt điểm siêu phẩm ấn định thắng lợi cho bầy cáo. Một ngày thi đấu mà cả hàng công lẫn thủ của Chelsea đều chơi giật tệ. Đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel, bởi nếu như cứ tiếp tục thi đấu với kiểu cách như vậy, thì đừng nói gì đến việc đoạt được chiếc cúp bạc tai voi danh giá nhất châu lục với Man City, mà ngay cả một suất nằm trong top 4 vẫn đang là điều bỏ ngỏ đối với họ. Đừng quên sau trận thua Arsenal ở vòng 36 ngoại hạng Anh, Chelsea đã phải rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 64 điểm, và hiện chỉ còn nhỉnh hơn Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Đến trận đấu sớm ở vòng 37, Chelsea sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và tiếp tục có màn tái đấu với Leicester City. Tất nhiên, trận thua vừa kể trên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các học trò dưới trướng của huấn luyện viên Thomas Tuchel rất nhiều, nhưng đừng quên đây là trận đấu mà họ được chơi trên sân nhà, chứ không phải sân trung lập. Vì vậy, cơ hội để The Blue đòi lại món nợ với bầy cáo không phải là không có, bởi dù gì họ vẫn đang là một tập thể nhỉnh hơn Leicester City về mọi mặt. Và cũng đừng quên, đội bóng vô địch FA Cup chỉ có được suất dự Europa League mà thôi. Còn nếu đánh bại được bầy cáo ở trận này, thì chắc chắn Chelsea sẽ đá bay Leicester City ra khỏi nhóm được dự Champions League mùa sau. Và đến khi đó, đội bóng này sẽ không còn quyền tự quyết. Mặt khác, Chelsea ngoài lợi thế đến từ sân nhà, thì cũng phải nhìn nhận họ luôn là đội bóng biết cách vượt qua khi bị ép vào thế chân tường. Thẳng thắn mà nói, với một người xem trung lập, thì nếu như Chelsea ở trận này xuất phát với đội hình không có Timo Werner, một cầu thủ kém duyên trong những pha ghi bàn 10-10, thì với phần còn lại trong đội hình, cũng như lợi thế về sân bãi, thì rõ ràng Chelsea đang là cái tên được đánh giá rất cao trong trận đấu này. Phía bên kia chiến tuyến, lần đầu tiên sau 137 năm kể từ khi thành lập đội bóng, Leicester City đã có được chiếc cúp vô địch FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử, sau 5 lần góp mặt đến trận chung kết của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh. Màn trình diễn trước Chelsea trong buổi tối hôm đó trên Wembley, tuy không quá thuyết phục, nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của Tielemans và sự sai lầm chết người của hàng phòng ngự của đối phương, đã giúp cho chân sút người Bỉ có được cú sút siêu phẩm và có thể được xem là bàn thắng để đời của anh. Với việc bản thân không phải là đội bóng nằm trong nhóm Big Six, cũng không phải là đội bóng có tiềm lực tài chính quá mạnh mẽ, nhưng Leicester City vẫn có được danh hiệu mà trong suốt 13 năm qua đều liên tiếp đổi chủ thuộc về những ông lớn tại ngoại hạng Anh. Rõ ràng với những chiến tích trong mùa giải này, cũng như những thành tích trong những mùa giải gần đây, thì sẽ không phải là quá tâng bốc nếu như nói họ xứng đáng được đem vào thay thế một suất trong nhóm Big Six ở thời điểm này. Cụ thể là thay vào vị trí của Arsenal, nhưng điều đó sẽ được trả lời sau hai vòng đấu còn lại của mùa giải. Bước vào chuyến hành quân lần này, tất nhiên huấn luyện viên Rozier đã nhận ra mối nguy hiểm khi đây là trận đấu mà họ phải đến làm khách trên Stamford Bridge của Chelsea, chứ không phải là sân đấu trung lập như hồi cuối tuần vừa qua. Và màn thể hiện trong 3 trận phải thi đấu xa nhà vừa qua của bầy cáo, hoàn toàn có thể khiến người hâm mộ của họ cảm thấy đứng ngồi không yên. Trong 3 trận sân khách gần nhất, Leicester City đã để thua bạc nhược trước West Ham, để cho một đội bóng chơi chỉ với 10 người trên sân ngay từ sớm như Southampton cầm hòa, và rất bất sang băng để có được chiến thắng trước một Manchester United chỉ chơi với đội hình B. Tựu chung lại, thì có thể nói đoàn quân của huấn luyện viên Rozier đang cực kỳ thiếu bản lĩnh phải thi đấu trên đất khách. Đừng quên, khoảng cách hiện tại giữa họ và vị trí thứ 5 của Liverpool chỉ đang là 3 điểm và chỉ đang nhỉnh hơn Chelsea 2 điểm. Nếu như để hòa ở trận này, và trong trường hợp Liverpool giành lấy chiến thắng trước Burnley, thì họ sẽ rơi xuống vị trí thứ 4 do kém hơn về hiệu số bàn thắng so với Liverpool, và vẫn nhỉnh hơn Chelsea 2 điểm, đồng thời chờ đến kết quả ở trận đấu cuối cùng để định đoạt. Tuy nhiên, ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng của huấn luyện viên Rozier lại phải đối mặt với Tottenham, trong khi đó Chelsea chỉ phải đến làm khách trước Aston Villa. Vì vậy, nếu như muốn có được suất dự Champions League vào mùa sau, thì gần như bắt buộc Leicester City phải có được chiến thắng ở trận này. Còn nếu như để thua, thì họ cũng không còn quyền tự quyết định số phận của chính mình. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Chelsea với Leicester City. Tỷ lệ nổ tài của Chelsea đạt 10%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 60% kết quả về lẻ. Chelsea ghi được 9 bàn, để thủng lưới 5 bàn. Trung bình mỗi trận ghi 0,9 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Leicester City đạt 60%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 50%. Có 60% kết quả về lẻ.
Leicester City ghi được 17 bàn, để thủng lưới 13 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,7 bàn. Dự đoán kết quả Chelsea với Leicester City. Nếu như không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, thì phần lớn khả năng Chelsea sẽ phục thù thành công Leicester City ở trận này và đã bay bầy cáo ra khỏi nhóm dự Champions League. Một kịch bản mà nhiều người đã có thể dự đoán từ trước, bởi ở thời điểm này, bầy cáo đang cho thấy sự thiếu sự ổn định khi phải thi đấu xa nhà. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.